chào đại gia đình cô chú anh chị gần xa ha. Thì hôm nay em cũng sẵn có dịp đi xuống quay ở dưới Hóc Môn nè cả nhà mình. Cũng sẵn có chủ cũng tin tưởng nên liên hệ em để quay chia sẻ cho cả nhà mình cái miếng đất khủng khiếp luôn cả nhà ơi. Đất ở Sài Gòn ở Hóc Môn mà giống như ở dưới quê dưới miền Tây vậy cả nhà mình. 24.500 mét vuông, khủng khiếp thiệt. Cả nhà coi cái đất chưa trước đường này, trước đường em thấy không? Đường này đường xe tải luôn nha cả nhà mình. Đó, phía sau lưng của em đây cả nhà. Cả nhà thấy không? Một cái miếng đất, một lô đất quá xá luôn à. Từ bên kia luôn. Tới qua mây nó luôn ha. Quá trời luôn. Để em cũng nói sơ cho cả nhà mình. Cái này là cái diện tích bề ngang là 70. Bề ngang 70 còn chiều sâu vô là nó tận tới 350 mét. Thuộc ở Xuân Thế Thượng Hóc Môn nha. Cái đường này thì hiện tại khúc đằng kia đang làm đường lại cả nhà mình. Tương lai là đường rất là đẹp nha. Rồi em chuyển camera em quay sơ cho cả nhà ha. Cũng như chút xíu là em sẽ bài flycam lên cho cả nhà coi cho nó rõ nha. Cả nhà đón coi video của em ha. Đó, trước mặt cả nhà là em đang quay chia sẻ là một cái miếng đất, một cái dự án, một cái gọi là một cái tài sản khủng nha cả nhà mình. Cái diện tích là 24.500 mét vuông, thật là khủng khiếp nha. Nó nằm mí đằng kia cả nhà. Giáp ranh đằng tới lúc đằng đây luôn nha. Sâu vô mí trong kia luôn. Chiều ngang nó là 70, chiều sâu vô là 350 nha. Hiện tại đất này là đất ở nhưng cái điểm đó là cái chức năng á cả nhà. Chức năng đất ở kết hợp với sản xuất nông nghiệp ha. Dân cư thì cũng có nha. Đó cả nhà thấy xa đằng kia cũng có nhà đầy đủ hết ha. Đó. Chứ đằng kia có xí nghiệp công ty rồi nha. Đường đằng trước thì đường bờ to lắm, đường xe tải vô thoải mái nha. Đằng xa kia là bắt đầu là họ đang làm đường á cả nhà. Cái này là có sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng nha. Đặc biệt là em chỉ nhận quay những cái miếng đất là giống như là nhà, là chính chủ giấy tờ hợp lệ nha, chứ em không quay cái giấy tụi mình làm bậy nha cả nhà. Quá xá miếng đất ha. Miếng đất này chất thăng đậu luôn cả nhà. Chứ nói gì nữa. Hiện tại đất chống toàn bộ nha. Rồi.
thì cả nhà cũng coi video tổng thể ha, tại vì nó quá trời khủng cả nhà. Một cái lô đất, một cái siêu tài sản nha, 24.500 mét vuông, tức ở kết hợp sản xuất nông nghiệp ha cả nhà. Khu thì dân cư đông đúc ha, nhà máy xí nghiệp đồ cũng đầy đủ hết. Mình quay vậy đâu thế nào thấy được. Bề ngang là 70, chiều sâu là 100, 350 nha. Cái đường trước thì đường xe tải ha, đường cũng đang làm luôn cả nhà mình. Rồi cuối cùng là em sẽ báo giá của cái siêu tài sản này. Siêu tài sản này chủ ra đi là 70 tỷ. 70 tỷ cho một miếng đất 24.500 mét vuông ở Xuân Thế Thượng, Hóc Môn nha cả nhà. Cả nhà thấy ưng thì cứ nhấc máy alo trực tiếp cho em. Rồi, cuối video em xin chúc cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe ha. Rồi, chào cả nhà mình luôn.